Rồi hello chào cả nhà ha. Rồi hôm nay em lên được mấy con nữa cô chú anh chị mình đây. Đó, đầu tiên giới thiệu cho cô chú anh chị mình đây. Con bò đầu tiên ha. Đây cho cô chú anh chị mình xem dần đầu nữa ha. Đó, đây, để em kéo ra cho đó, con số 1 ha. Dần đầu đó, sấy bướm thì nghiêm chỉnh. Con đây thì chiều cao nó 1m16 bò nha cô chú anh chị. 1m16 bò ha. Đó. Con đây được 10 tháng nha cô chú anh chị, được 10 tháng ha. Đó, em quay từ từ cho cô chú anh chị mình xem. Đây dàn rúng ở đây. Dài luôn ha. Dậu luôn, kiền từ trước lên tới sau luôn ha. Tới này vú luôn. Chân kiền khú luôn ha. Nó vẫn mông đó nè. Cây đuôi bự luôn ha. Đó. Quay hai bên cho con bò đi cho cô chú anh chị mình dễ xem ha. Con đầu tiên, chiều cao 1m16 bò ha. Màu đỏ mà đỏ luôn nha cô chú anh chị, màu đỏ luôn ha. Đó. Rồi đây em bước vào con số 2 luôn ha. Đó. Con số 2 đậu tròn đầu trụi luôn nha cô chú anh chị. Đó, chân cẳng đứa nào cũng vậy ha. Móng sò đứng thẳng hết ha. Đây dàn đầu nè, cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha. Đó. Sấy bướm mình nghiêm chỉnh luôn. Con số 2 đây là chiều cao nó 1m18 bò nha cô chú anh chị. 1m18 bò ha. Cũng đỏ luôn nha cô chú anh chị. Đó, dàn rúng cũng dài luôn ha. Yếm cũng dày luôn nè. Đó. Dàn rúng ha, hơn cái tắc luôn. Đó. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây dàn lưng đó nè. Đó. Sấy bướm thì nghiêm chỉnh ha. Đầu trụi lũi luôn. Con này đầu trụi lũi luôn nè. Đó. Đó con số 2 ha. Thì nay em cũng quay từng con cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha. Đó. Hai bên luôn. Cậy đuôi bự luôn nè. Đây cậy bẩn mông bự, cậy đuôi bự luôn nè. Đó, cái đuôi ha. Rồi thì hiền dạng nha cô chú anh chị. Đó. Quay hai bên ha. Con đây thì 12 tháng nha cô chú anh chị. 12 tháng ha. Đó. Chiều cao nó là 1m18 bò ha. Rất là dày bò luôn, bản lưng lưng đôi luôn ha. Màu đỏ luôn. Đó. Rồi con số 2 đem báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 15 triệu ha. Đó. Thì cô chú anh chị coi ưng ý cái mẫu bò nào thì cứ của mình á thì cứ liên hệ với em ha. Đó. Rồi con số 2 ha, 15 triệu ha. Rồi em bước tiếp tục con số 4 nha cô chú anh chị. Đó, con đây thì chiều cao nó là 1m19 bò nha cô chú anh chị. Đó. Chiều cao 1m19 bò ha, sấy bướm cũng nghiêm chỉnh luôn ha. Yếm thì cũng lệch phạt luôn. Đây dàn rúng nè. Đó. Rúng cũng dài luôn ha. Con nào cũng vậy hết. Đó, đầu tròn đầu trụi luôn nè. Sấy bướm nghiêm chỉnh luôn ha. Chiều cao là 1m19 bò luôn ha. Đó. Con số 4 ha. Cậy đuôi cũng bự luôn. Đây, con quay kỹ từ 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 hai bên cho cô chú anh chị mình xem ha. Lưng thì cũng một lưng luôn ha. Đó. Màu đỏ luôn. Từ 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 từ. Thì cô chú anh chị mình cứ xem cho kỹ ha, coi con nào ưng ý với mình thì cứ alo cho em. Đó. Con số 4 ha. Thì khoảng cách của em quay rất là xa luôn ha. Đó. Màu đỏ mặt luôn nha cô chú anh chị, sấy bướm nghiêm chỉnh luôn à. Yếm thì lạch phạch luôn ha. Cầm đứng thẳng móng sò rồi hết ha. Đó, đầu tròn đầu trụi luôn. Bản lưng đó nè ha. Đó. Rồi con số 4 em báo giá luôn ha. 16 triệu 500 ha. Đó, thì cô chú anh chị coi ưng ý bò nào cứ alo cho em ha. 16 triệu 500 ha. Rồi con số 4. Rồi tiếp tục con số 5 ha. Đó, thì cô chú coi clip từ đầu đến cuối luôn ha, để coi coi con bò nào ưng ý với mình thì cứ alo cho em. Rồi đây bây giờ bắt đầu bước vào con số 3 ha. Đó, thì do cô chú anh chị mình xem.
thì cô chú anh chị mình coi cứ từ đầu đến cuối ha, thì xem con nào mẫu hợp với mình thì cứ alo cho em ha. Đó, hôm nay em quay từng con để cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ hơn ha. Đó, nhiều cô chú anh chị mình góp ý cho em vậy ha, rồi em cũng quay chiều ý với khách luôn ha. Đó, rồi đây con số 3 ha, con đây thì chiều cao cũng 1m18 luôn nha cô chú anh chị, cũng đỏ mặt luôn ha. Đó, dàn đầu đó ha, sấy vốn cũng nghiêm chỉnh luôn, chân cẳng mầm bự luôn ha. Đó, lưng thì cũng một lưng luôn ha. Đây dàn rốn đây, rốn cũng dài luôn ha, dàn lưng. Đó, nay em quay từ từ từng chi tiết cho cô chú anh chị mình xem. Đó, hai bên cho ông bò đi lại ha. Đó, cái đuôi bự luôn ha, bản mông rất là bự luôn. Đó, màu đỏ mặt luôn nha cô chú anh chị. Đó, con số 3 ha. Đây dàn lưng nè, sấy vốn cũng nghiêm chỉnh luôn ha. Chiều cao con đây là 1m18 luôn nha cô chú anh chị, 1m18 luôn ha. Đó, thì cô chú anh chị coi ưng ý bò nào cứ alo cho em ha. Rồi con số 3 đây em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha, 15 triệu luôn, 15 triệu luôn ha. Đó, thì từng con từng con. Đó, con số 3 ha, chân cẳng đứa nào cũng mầm bự hết nha cô chú anh chị. Đó, hai bên luôn ha, cây đuôi bự, mông bự luôn. Đó, rồi con số 3 em báo giá lại luôn ha, 15 triệu, 15 triệu ha. Rồi em bước qua con số 4 luôn ha. Rồi tiếp tục với con bò số 5 nha cô chú anh chị. Chiều cao con này là 1m14 bò nha cô chú anh chị, 1m14 bò ha. Đó, sấy vốn nghiêm chỉnh luôn ha. Đó, con này đỏ đen luôn ha. Đó, em quay bò cho cô chú anh chị mình hai bên cho xem cho kỹ từng con từng con ha. Đó, lại dàn đầu nè, em tiến lại gần dàn đầu cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, né ơi, đây dàn đầu đây, đầu tròn đầu trụi luôn ha, yếm thì cũng lệch phạch luôn. Đó, chiều cao là 1m14 bò nha cô chú anh chị. Đó, con này đỏ đen luôn ha, sấy vốn mình nghiêm chỉnh ha, cày đuôi cũng bự luôn nè, đây cày đuôi đây. Đó, cày đuôi bự luôn ha, quay hai hướng. Rồi con bò số 5 đây em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha, 13 triệu, 13 triệu ha. Đó, đây em tiến lại gần cho cô chú anh chị mình coi lại cái dàn đầu nữa ha. Đó, đây mê ăn quá. Đó, dàn đầu đó sấy vốn mình nghiêm chỉnh luôn, ý mình cũng lệch phạch luôn ha. Chiều cao nó là 1m14 bò ha. Đó, quay hai bên luôn cho kỹ, từ trước lên tới sau luôn ha, chân cẳng nó nè, rúng nó dài luôn, đây dàn rúng nè. Đó, rồi con số 5 em báo giá lại luôn ha, 13 triệu, 13 triệu ha. Đó, từ từ từng con. Rồi em bước qua con số 6 luôn ha. Rồi đây là con số 6 nha cô chú anh chị, con đây thì nó dày bò lắm nha cô chú anh chị, lưng nách thì khỏi nói rồi. Đó, yếm dày rồi luôn, cái gì cũng dày hết ha, thùng dao cũng khỏi chê luôn. Đó, đây dàn đầu nè. Đó, yếm thì lập phạch luôn ha. Chiều cao con này á, con số 6 là 1m16 bò nha cô chú anh chị. Đó, dàn lưng nè. Đó, bằng mông ha, cây đuôi bự luôn, dày bò lắm. Đó, hai bên luôn phùng phền luôn nha cô chú anh chị. Đó, rất là dày ha, dàn rốn nó cũng dài luôn nè. Đó, đây dàn đầu ở đây cho cô chú anh chị mình xem. Đó, đỏ mặt luôn ha, dàn lưng thì khỏi nói rồi, lưng này như tấm thớt rồi. Đó, rồi con số 6 đem báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. Ồ, là 17 triệu 500, 17 triệu 500 ha. Đó, chiều cao là 1m16 bò nha cô chú anh chị. Đó, tùy theo con bò ha, mỗi con bò thì có mỗi giá trị đẹp khác nhau ha, mỗi con bò thì có mỗi giá tiền khác nhau luôn. Đó, thì cô chú anh chị coi cái mẫu nào hợp với mình thì cứ alo cho em ha.
đó, bóng mông rồi, cực kỳ luôn đó. Lưng thì một lưng luôn ha, như tấm thớt luôn đó. Quay rất là xa cho cô chú anh chị mình xem hết con bò ha, đó mới biết cái độ đẹp của nó ha. Đó, dàn rốn đấy, chuyền từ trước lên tới sau luôn. Rồi con số 6 đem báo giá lại luôn ha, 17.500.000 đó. Rồi thôi, video nó cũng dài rồi ha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha, hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Rồi bye bye.